rồi mà mọi người hiểu cái cảnh mà tụi em nhiều chuyện, mà mọi người em nhiều chuyện rồi tụi em đâu có thể nào mà ngủ được đâu, mà giờ đó là 12 giờ, em nhớ là 12 giờ rồi. Em đi gọi cho bé mèo. Bé mèo ơi, đừng ngủ nữa, thức dậy đi. Đi hóng biến với chị. Ông Đạt chuẩn bị kể chuyện gì cho chị em mình nghe rồi. Cái ngồi rồi hôm qua hai chị em hồi hộp, hai chị em ngồi đón mò câu chuyện. Đón ghê lắm, nhưng mà câu chuyện liên quan đến... Không phải bé nha, câu chuyện liên quan đến... Ông kể nha mọi người, nhưng mà mắc cười lắm. Mà thật ra là cái câu chuyện mà ông kể là tụi em đã đón trước rồi. Và sau đó là kiểu như ổng đầu ổng chạy chậm hơn mấy đêm á mọi người. Ổng chậm hơn mấy đêm á. Cái ổng nói xong rồi cái em với bé mèo không có gì bất ngờ hết trơn á. Tại vì hai đứa em đón trước rồi. Có nhưng mà em không dám kể cái câu chuyện đó nghe. Em chỉ kể cho mọi người nghe thôi là ông Đạt ổng như nhiều chuyện. Rất là tinh tởm, ổng nói vậy đó. Ổng để chữ sử dụng một từ thôi là tởm. Bé mẹ khi mà ổng phát ra một cái từ tởm ấy, bé mèo còn giật mình nói: "Ê chị, đây là lần đầu tiên ông Đạt ổng nói từ tởm." Thôi, kể bạch tẹt ra thì không có đùa. Thấy em kể cho mọi người nghe. Xong rồi cái ổng mới bảo là tởm. Cái em với bé mèo ở đây là hết hồn. Trời. Hả? Gì vậy trời? Lần đầu tiên ổng bảo một người khác là tởm. Tại vì đợt trước á là có người nói lại là anh bạn đấy thì sao, bạn kia nói là anh Đạt hẹn bạn ấy đi ra ngoài gì đó để năn nỉ bạn ấy. Cái em mới nói là ủa anh ơi, anh có năn nỉ không? Cái ông gì nè, mày nhìn mặt tao coi đi, tao có năn nỉ không? Nó năn nỉ tao, tao còn không thèm gặp nữa, làm sao mà có việc tao đi năn nỉ nó. Ok.